Trong một mối quan hệ tổng thể ấy, nhu cầu lớn nhất của các cô nàng là tình yêu, còn của các chàng trai là sự tôn trọng, đúng không? Đúng. Trong gia đình, nhu cầu lớn nhất của phụ nữ là sự che chở, còn của đàn ông là sự hòa bình, yên ổn. Thế trong phòng ngủ, nhu cầu lớn nhất của các bà vợ là sự nhạy cảm, còn nhu cầu lớn nhất của đàn ông đó chính là được làm đàn ông thực thụ, đúng không? Chính xác, chính xác. Thế mà khi mà mình đã hiểu được nhu cầu lớn nhất của đối phương trong từng mối quan hệ, trong từng hoàn cảnh, thì hiển nhiên là mối quan hệ đó nó sẽ hạnh phúc và bền lâu, đúng không? Tình yêu, sự tôn trọng, sự che chở thì chỉ có hai người trong mối quan hệ đó mới biết cách tạo ra, còn sự nhạy cảm và tần suất thì đã có cách rất là đơn giản. Thế những anh em nào mà đang kiểu như là giảm cảm giác này, giảm cảm xúc, giảm tần suất hay là giảm chất lượng cuộc yêu thì mình nên bổ sung ngay cái viên uống hào Vương Wick. Đâu rồi? Đâu đây? Đây, đây nha. Dùng cái viên uống hào Vương Wick cấp này, với mỗi một viên này thì sẽ bổ sung dưỡng chất tương đương với 5 con hàu biển tươi, rất là tốt cho sức khỏe sinh lý nam giới từ trong ra ngoài. Chơi hồi trẻ nhưng mà không phải nghĩ đến lúc về già. Thật sự anh em ở dưỡng ngay em, dưỡng ngay con họa mi của mình từ lúc còn trẻ, thì đến năm 70 tuổi thì vẫn cho nó đi xong chơi tìm kiếm gọi là miền đất lạ thoải mái được anh em ạ. Chứ còn bây giờ mình không chịu gọi là chăm sóc nó thì đến về già thì lấy cái gì mà dùng, đúng không?